Thân mến chào mừng các bạn, chúng ta tiếp tục trở lại kênh học tiếng Anh của Mr. Long Linh. Bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục với các cái video trong cái phần writing của cái Skills 2 trong Unit 1 tiếng Anh lớp 8 sách giáo khoa mới của chúng ta. Và bài tập số 1, bài tập số 4 này chúng ta đã làm xong rồi. Thầy vừa xong và đưa lên kênh các bạn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập số 5. Bài tập số 5 cũng rất là hay. Bài tập số 5 là phần tổng hợp khi chúng ta đã biết sắp xếp các ý tưởng, các vị trí trật tự của các cụm từ cho một cái bài viết hoàn chỉnh này. Và bài tập số 4 đã tập luyện cho chúng ta rồi, cách người ta viết rồi. Thì bây giờ sang bài tập số 5, chúng ta sẽ viết một dạng tương tự như cách người ta viết cái này nè. Đó, từ việc nêu ra quan điểm, giải thích cho quan điểm rồi sau đó kết luận. Và đương nhiên các bạn, mình sẽ viết một chủ đề khác chứ không phải là một chủ đề như cái này. Chủ đề này là chủ đề sử dụng máy vi tính đúng không? Thì sang bài tập số 5 này là người ta đề nghị viết một cái đoạn văn bản tương tự như vậy để trả lời các câu hỏi dưới đây. Trả lời các câu hỏi dưới đây là những chủ đề khác nhau. Có hai chủ đề. Trong video này Mr. Long Linh sẽ giúp các bạn viết hai chủ đề này luôn. Sẽ viết một bài luận rất là hoàn chỉnh, rất là hay cho các bạn luôn. Đầu tiên là chủ đề thứ nhất. Bạn nghĩ là sao? Cái hoạt động vui chơi giải trí, hoạt động thư giãn này, hoạt động mà trong thời gian rảnh rỗi đó, vui chơi giải trí tốt nhất cho những bạn tuổi teen đó là hoạt động nào? Hoạt động gì? Có nghĩa là những bạn tuổi teen nên hoạt động vui chơi giải trí thư giãn những lúc rảnh rỗi là cái hoạt động nào là tốt nhất cho các bạn đó? Thì mình trả lời câu hỏi này là mình viết một bài luận để giải quyết cho câu hỏi này. Bài luận thứ hai là gì? Bố mẹ có nên quyết định, các bạn tuổi teen đây nè, các bạn tự tin đây nè, những bạn từ mười mấy tuổi đó, mình nói nhiều chỗ này rồi, thì sử dụng thời gian rảnh rỗi của họ như thế nào? Bố mẹ có nên quyết định không? Có nên can thiệp, có nên quyết định không? Thì đây là hai cái vấn đề rất là quan trọng mà chúng ta sẽ viết trong hai bài luận sau đây. Trước hết, Mr. Long Linh sẽ giúp các bạn một bài luận thứ nhất liên quan đến chủ đề thứ nhất nha. Câu hỏi thứ nhất, chúng ta đã biết hai câu hỏi đó rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ vô viết và thầy sẽ giải thích rõ ràng cho các bạn luôn, giải thích cặn kẽ vì sao thầy dùng những cụm từ đó và thầy dịch cho các bạn luôn. Những bài luận này rất là hay. Đầu tiên là bài luận thứ nhất liên quan đến cái việc mà những hoạt động vui chơi giải trí nào mà các bạn tuổi teen nên tham gia đúng không nào, trong những lúc vui chơi, những lúc rảnh rỗi đó. Đây, đầu tiên là nêu quan điểm của chúng ta. Cái điều này chúng ta gặp nhiều rồi trong cái bài tập vừa rồi, trong bài tập số 4 đó chúng ta đã gặp rồi. In my opinion, trong quan điểm của tôi, hoặc là theo quan điểm của tôi, hoặc các bạn có thể dùng I believe that. Đó, như trong bài tập số 4 thầy nói rồi. Tôi tin rằng, hoặc là I think that cũng được. Tôi nghĩ rằng. Đó các bạn, ba cái cụm này các bạn đều dùng được hết để mở đầu cho một cái quan điểm của mình, nêu ra một quan điểm của mình. Theo quan điểm của tôi, hay là tôi tin rằng, hay là tôi nghĩ rằng, đọc sách là hoạt động vui chơi giải trí trong những thời gian rảnh rỗi tốt nhất đối với các bạn tuổi teen. Như vậy là vô ý là mình đã chọn ngay cái việc đọc sách là cái quan điểm của mình rồi. Đó là cái việc hoạt động vui chơi giải trí tốt nhất cho các bạn tuổi teen những lúc rảnh rỗi rồi. Đó là mình nêu thẳng quan điểm của mình. Và xuống phía dưới này là mình đi chứng minh, đi giải thích, mình nêu ra những lý do cho sự lựa chọn của mình đó cho các bạn. Đó, cái này, cái đoạn tiếp theo này nó mới quan trọng. Chúng ta sẽ có nhiều cái lý do, nhưng ít nhất từ 2 đến 3 lý do trở lên các bạn nha, chứ đừng nêu một lý do thì nó ít quá. Đầu tiên, đó, như trong các cái phần người ta hướng dẫn chúng ta là firstly, đầu tiên, chúng ta có thể học rất nhiều điều mới mẻ và mở rộng kiến thức của chúng ta. Đó, chúng ta nói đọc sách là chúng ta mở rộng kiến thức và chúng ta biết được nhiều điều là mình đã đưa ra một lý do rồi. Mình đưa ra được một lý do đó, các bạn thấy chưa? Tiếp theo, trong cái lý do đó, sách nó cũng cung cấp cho chúng ta nhiều thông tin thú vị. Đó, nằm trong lý do đó luôn. Như vậy là chúng ta đã đưa ra một lý do để chứng minh cho cái việc đọc sách đây là cái hoạt động tốt nhất cho các bạn tuổi teen những lúc vui chơi giải trí thư giãn đó, rảnh rỗi đó. Lý do thứ hai, secondly, đọc sách nó rèn luyện tâm hồn và trí nhớ của chúng ta. Các bạn thấy chưa? Vì vậy, cái sự tưởng tượng của chúng ta nó sẽ được cải thiện. Đó, mình viết một câu ngắn gọn thôi nhưng nó đầy đủ ý nghĩa và người đọc đọc vào rất là dễ hiểu. Thêm hưởng hơn nữa, các bạn thấy chưa? Thêm vào đó hoặc là hơn nữa. Thêm vào đó có rất nhiều loại sách
Có rất nhiều loại sách, cái mà phù hợp cho nhiều người, cho tất cả các độ tuổi. Có nhiều loại sách nó phù hợp cho rất nhiều người ở tất cả độ tuổi. Chẳng hạn như là truyện tranh này, tiểu thuyết này, các câu chuyện này, sách về khoa học này vân vân, rất nhiều đúng không? Đó, như vậy là các bạn thấy chưa? Ba lý do này chúng ta kết luận ngay liền, chúng ta chứng minh được cái quan điểm của chúng ta. Và đây là kết luận nói tóm lại này, in short, nói tóm lại. Hoặc là các bạn không thích dùng hai cái chữ này thì các bạn dùng này cũng được, for these reasons, vì những lý do này, vì những lý do này. Sách, hoặc là đọc sách cũng được, hay là sách cũng được. Sách không chỉ đơn giản là cung cấp thông tin, sách này không chỉ đơn giản là cung cấp thông tin, mà nó còn, đó, not only các bạn chưa, not only này, not này, not này, not chứ không cần only, not này, but also cũng được, mà nó còn truyền cảm hứng nữa. Không chỉ cung cấp thông tin mà nó còn truyền cảm hứng. Vì vậy các bạn tuổi tin nên đọc sách trong những thời gian rảnh rỗi của họ. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, như vậy là tất cả những lý do đó chúng ta kết luận ngay, và các bạn tuổi tin, các bạn tuổi từ 13, 19, 20 rồi đó, các bạn nên từ 11, 12 đến 17, 18 đó, nên đọc sách trong những thời gian rảnh của họ. Như vậy đây là một bài viết rất hoàn chỉnh, câu từ gọn gàng, không có dài dòng, không có quá ngắn, và các bạn cứ học cách viết gọn gàng đi rồi sau này các bạn sẽ phát triển lên. Ok các bạn ha. Rồi, đó cũng là cái chủ đề thứ nhất. Bây giờ đến cái chủ đề thứ hai. Cái chủ đề thứ hai là cái chủ đề bố mẹ có nên can thiệp vào cái việc gì đó các bạn? Việc vui chơi giải trí hoạt động, cái chủ đề thứ hai để Mr. Long Linh xem lại cho các bạn cái nha. Đây, cái chủ đề thứ hai này. À, đây, bố mẹ có nên quyết định và cái việc các bạn tuổi tin sử dụng thời gian rảnh của họ như thế nào đúng không? Thì bây giờ chúng ta đưa quan điểm của chúng ta ngay liền nha. Đây, đầu tiên Mr. Long Linh sẽ giúp các bạn giải quyết chỗ này luôn. Đây, có thể đầu tiên các bạn đi thẳng vô trực diện vấn đề luôn cũng được, còn không các bạn đi gián tiếp cũng được, nhưng cuối cùng cũng phải có cái cụm từ đó, các bạn thấy chưa? Ai gì đó, đó là believe, that là, các bạn thấy chưa? Đều phải có cái cụm từ nêu quan điểm của chúng ta ra. Đây, với ngày nay này, ngày nay, nowadays, ngày nay, với công nghệ hiện đại, công nghệ kỹ thuật hiện đại đó, ngày nay với những công nghệ kỹ thuật hiện đại, các bạn tuổi tin đó, các bạn từ 11, 12 đến 18, 19 đó, các bạn tuổi tin dễ dàng cho các bạn có nhiều hoạt động vui chơi giải trí lúc rảnh rỗi mà lãng phí thời gian và không an toàn. Đó, với cái sự xuất hiện của công nghệ hiện đại thì các bạn tuổi tin thường dễ dàng có những cái hoạt động vui chơi giải trí không an toàn và lãng phí thời gian. Đó. Và do vậy này, cá nhân tôi personally, là cá nhân tôi, bản thân tôi personally, tôi cá nhân tôi tin rằng bố mẹ nên quyết định cái cách thức các bạn tuổi tin sử dụng thời gian rảnh của họ như thế nào theo một cái cách hợp lý. Theo một cách hợp lý các bạn nhé, có nghĩa là không được can thiệp sâu vào việc của con cái của các bạn tuổi tin, mà là mình can thiệp một cách hợp lý, là có nghĩa là mình cũng để cho các bạn có cái sự tự chủ nhất định, chứ mình không có được can thiệp thô bạo đó. Các bạn dùng cái cụm từ này rất là hay, là như vậy các bạn nhé. Rồi bây giờ là chúng ta đi vô cái phần quan trọng là lý giải lý do đó, để chứng minh cho quan điểm của chúng ta. Firstly, đầu tiên, với sự giúp đỡ của những cái quyết định của bố mẹ này thì các bạn tuổi tin có thể có nhiều kiến thức về những cái hoạt động vui chơi giải trí của họ đó, và những hoạt động vui chơi lúc rảnh rỗi của họ. Cái thứ hai, secondly, các bạn tuổi tin sẽ có một cái nhìn tốt hơn về những cái thông tin sai hay những thông tin đúng, có nghĩa là có một cái nhìn về cái sự nhận biết này, sự nhận thấy rõ ràng về những thông tin sai hay những thông tin đúng, là chúng ta nhận ra được à đâu là thông tin bổ ích, đâu là thông tin có hại đó, các bạn thấy chưa, rất là hay. Và cuối cùng là thirdly, là thứ ba đó, hoặc là các bạn có thể là finally cũng được, nhưng này là thứ ba cũng được.
các finally là cuối cùng á, còn này là thứ ba, lý do thứ ba cũng được. Lý do thứ ba, các bạn tuổi Tin sẽ có nhiều kiến thức hơn về những hoạt động vui chơi giải trí một cách lành mạnh khi họ lắng nghe những lời khuyên của bố mẹ đó, các bạn thấy chưa, của cha mẹ đó. Rồi như vậy là sau khi chúng ta nêu ra các quan điểm, các lý do giải thích rồi, bây giờ là chúng ta kết luận. Vì những lý do này tôi rất cao á, tôi tin rất cao rằng bố mẹ nên quyết định cái cách thức hay là các bạn tuổi Tin sử dụng thời gian rảnh rỗi của họ như thế nào. Tuy nhiên họ là chúng á, chúng họ là những bố mẹ đó nên làm nó, bố mẹ này chứ không phải là chúng các bạn nha, xin lỗi đừng dùng từ chúng, những bậc phụ huynh bố mẹ đó nên thực hiện việc này, có nghĩa là can thiệp vào cái việc quyết định thời gian vui chơi giải, sử dụng thời gian vui chơi giải trí của bạn tuổi Tin đó, nên làm cái việc này trong một cái cách thức hợp lý, trong một cái cách thức hợp lý phù hợp để sao các bạn tuổi Tin có khả năng tự đưa ra những quyết định của họ đó, như vậy là tạo cho họ cái sự tự chủ nhất định á, chứ mình không có được áp đặt, được chưa đó, để họ có sao, để các bạn tuổi Tin có khả năng to be able to, là các bạn thấy chưa, cấu trúc to be able to rất là hay, cộng với một động từ này nguyên mẫu này là có khả năng làm cái gì đó, các bạn tuổi Tin có khả năng ra quyết định của chính bản thân họ, make decision là ra những quyết định, rồi cái này là sở hữu, tính từ sở hữu, their own là chính bản thân họ đó. Như vậy là đây cũng là một bài viết mà Mr. Long Linh đã viết rất là chu đáo, đã công phu cho các bạn và hy vọng nó có ích cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, mong các bạn nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để chúng ta tiếp tục các video tiếp theo. Chào các bạn.